Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở dưới tỉnh Bến Tre cô bác anh chị. Là hôm qua nay Phong có đăng tải một số hình ảnh đoạn video clip về chị Tiền á, thì trong lúc mà cấp bách hoàn nguy kịch, rồi bên cạnh đó thì gia đình á là cũng không có tiền mà để hòm dương ma chay mà để lo cho chị Tiền. Thì bây giờ là cũng giác là cũng 4 giờ gần 4 giờ sáng rồi. Thì bên cạnh đó là mấy ngày hôm nay, bên cạnh đó thì qua nay á là có rất là nhiều cô bác đang rất là quan tâm rồi giúp đỡ cho gia đình của chị Tiền ở đây. Thì bên cạnh đó cũng có bên trại hòm của anh Tân á có hỗ trợ một cái áo quan á cô bác anh chị. Thì bây giờ là cũng mới vừa tới rồi, thì Phong cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh, những cái thước phim đến những khán giả yêu thương thân thương của kênh nha. Hôm qua nay á, thì nghe ảnh nói hỗ trợ á, thì Phong cũng với gia đình của ba của bé chị Tiền á, thì ai cũng mừng hết. Thì Phong cũng chờ đợi ở đây luôn. Nguyên đêm nay thì Phong thức trắng cô bác anh chị, thức trắng để chờ á, tại vì chỉ đường anh vô á. Thì thôi bây giờ thì Phong chuyển máy quay lại. Thôi chào anh Tân nha. Đợi anh hôm qua nay hình như 4 tiếng rồi đó. 4 tiếng mấy rồi. 4 tiếng mấy rồi. Đây không còn phải trang trí. Dạ dạ. Thế có ai chuyển vô đỡ không anh? Có hai người. Dạ hai người. Đang chờ. Hôm qua cũng có mấy người chờ á, nhưng mà ta chờ không nổi á, tới sáng rồi. Đợi chút xíu nha anh. Hôm qua ngày mới rồi. Dạ. Đây. Chào anh luôn. Thì hiện tại bây giờ là 4 giờ 35 phút. Ngày bữa nay là ngày thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2022. Này. Có người cô cũng đi ra nữa. Ủa không mình. Dạ. Yeah. Mình đâu có duyên đâu được. Đi vô đây sau vô được không cô? Được rồi. Dạ dạ. Còn đây là chồng chị Tiền rồi cô bán chị. Ủa có xe này mình ve vô sâu chút xíu ở đây được không anh? Có, có. À, anh kêu ổng đi ve vô. Anh kêu vô đây chút được không? Nó đường đây cũng vòng vòng á cho nó nhẹ quá. Anh ở đây là chuẩn bị đồ áo quan với mà đồ trang trí đồ đầy đủ hết cô bác anh chị. Thấy được không anh? Chút xíu. Ông chồng cái ba bao của chị Tiền nãy không có ra hả? Dạ. Bao của chị Tiền không có ra hả? Ủa mẹ cha không có ra mẹ. Thôi anh kêu đi kiếm thêm người. Nguyên đêm hồi tối giờ ai cũng chờ hết đủ hết trơn rồi. Có gì anh thông cảm nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Tại vì nói năm mấy anh em chờ đợi lâu quá thôi, bây giờ mấy chú kia về hết trơn rồi cô bác anh chị. Đây, cơ sở mai táng Tân Thắng. Yeah.
Được không anh, còn giọng không? Cái đường này. Cái này mình cũng không qua được đó. Cũng đã đời nhà đất luôn. Đấy, cô bác anh chị xem nè, giống như mà khi mà có những cái sự không may mắn hoặc là có hữu sự gì á thì có được sự chung tay giúp sức từ phía cộng đồng. Ở đây là chạy hòm mai táng Tâm Thắng, là từ giờ về sau nếu mà bên kênh của Phong Nguyễn mà có những trường hợp nào khó khăn đặc biệt mà không có tiền hòm mà lo mai chay á thì anh chạy hòm mai táng Tâm Thắng ở đây sẽ là người đồng hành với kênh của Phong Nguyễn. Thằng này ta lái cũng rất là cứng luôn á. Ta lái cứng lắm mới đi được thằng này. Cái xe mà 4 cái ngoài á, để trả tiền dạ. Này vô không được. Chết chối luôn. Rồi thôi chắc xuống đây được quá. Ôi. Dướng 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 dướng. Chặt kiến rồi. Rồi bể cái kiến luôn rồi. Rồi hư cái kiến của ổng luôn rồi. Bể hết cái kiến xe của ổng rồi. Rồi rồi thôi xuống đây đi anh ơi, xuống đây được rồi. Trời ơi, làm đi xuống giúp mà còn hư cái kiến xe nữa. Dạ dạ được anh Tấn. Mở cái đèn chậm lên. Để ý kiến anh đây. Rồi thôi xuống đi anh. Làm cực khổ quá trời. Trời. Bởi anh Tân anh mới có hai mấy tuổi à. Mà giúp được cho nhiều bà con về là quý dữ lắm. Trời ơi, hiếm quá trên đời. Dạ dạ. Rồi thôi giờ mình xuống chuẩn bị mình chuyển luôn. Rồi mấy chú mấy anh người phụ tay nha. Giúp nha. Cái này thu cũng nặng dữ rồi. Dạ hơi nặng à. Cái này hòm tốt quá. Này hòm tốt quá nên nặng lắm. Nặng dữ rồi. Đúng kêu con Minh mà kêu bà Tư kêu con Minh mà dễ luôn phụ không ấy. Chú ổi chạy ra được không? Ra nó cũng ra nó cài lắm. Chạy ra mấy. Dù đó quậy. Quá trời, cái hòm quá trời bự luôn. Hòm này nặng lắm chứ không nhẹ đâu. Hôm qua nó hỏi là chôn, tính chôn hay là thiêu á. Thì nghe nói là chôn á nên là ấy hòm tốt á chú à. Chứ thiêu là hòm thì nó cũng nhẹ hơn tí. Đồ đạc chuẩn bị xong xuôi hết nè. À. Không mà giờ không ghi hình mà cũng chóng mặt luôn quá anh chị. Và nay ở đây là cũng nguyên đêm không có ngủ được miếng nào hết trơn. Ê ê cái gì vậy? Nặng đó, nhưng mà nhẹ đó. Đi mẹ với ta rồi ta mới. Cô này đi bán nữa nè. Đi bán ca đường. Dạ dạ. Rồi. Để chuẩn bị xong xuôi hết trơn luôn. À, nặng lắm nha mà nhẹ đâu. Ê, thôi. Đang đang khiên cái. Áo dưới là tài. Áo dưới là mừng quá anh Tân. Rồi bữa nay
mới thấy mặt của anh rồi, bé con nhỏ nè. Em giới thiệu con nhỏ. Dạ. Rồi, đây là anh Tân. Dạ, anh Tân đây nè chú Dũng. Rồi, Tân điện thoại nói chuyện thì tự tao lớn. Dạ. Dạ, chú Dũng ở đây là ba của chị Tiền á, hôm qua anh nói chuyện đó Tân. Dạ. Dạ. Em tới gia đình anh rồi. Thì em nói tới giờ anh tới đây rồi. Thì em cũng là rất cảm ơn em để đưa thêm một gì về tới gia đình của anh. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ, không sao đâu chú. Đợi thêm người để mình chuyển với chú. Này vô chút xíu nữa, có khúc kia đường hơi nhỏ. Cái thùng này không sao mà nó nắp nắp không ạ? Nắp đằng hả? Nắp nó bằng cái đường ngủ đặc luôn. Dạ. Từ tuốt, ngay chỗ đó là Bình Chánh hả? Dạ, chợ Bình Chánh hả? Chợ Bình Chánh mà chạy hôm nay. Đường Bình Thơ mà mình tới Long An rồi. Dạ, không. Qua con qua Long An luôn. Dạ. Nó là kêu bằng thành phố à. Thành phố, ở thành phố. Đó, nhưng mà cái quyền tây cuối. Dạ, đó. Miệng một cuối. Ngoại ô. Dạ. Rồi, thôi chị. Rồi, vô vô đi anh. Vô thử anh. Rồi, coi chừng đó nha. Rồi nhận dở cái đầu lên, dở lên. Có thể tay đúng rồi. Có hai chân bò không? Có gì đi mạch để chứ. Có ai cầm hai chân bò để lấy ngựa đi. Lấy ngựa cái. Lấy ngựa cái. Khoan rồi. Trời nó nặng quá trời nặng. Này tại vì không có chuyên nghiệp đó cô bác anh chị. Mình rất là khó khiêng, phải sáu người mà cũng khiêng cũng khó nữa. Từ từ để ông ở dưới đây. Từ chừng trên chút xình nè. Ui, có chân bò, lấy chân bò. Đợi xíu chị ơi. Ui, chạy lại lấy giùm chân bò lại không? Chạy lấy giùm chân bò không? Lấy giùm chân bò lại. Lấy cái chân chịu lại chân bò cho người ta nghỉ mệt luôn. À, đèn đó. Dạ, đèn dội nè. Xếp lại giùm đi. Nhanh đi. Bệnh luôn rồi. Quá sức rồi cô bác anh chị ơi. Rồi để lấy đèn dội nè. Đút vô trong. Ừ. Nó chừng kẹp chân á. Rồi. Đó, rồi, chịu. Nặng quá trời nặng luôn à. Nặng hơn 24 kg nữa à. Trời ơi ngoài. Dạ. Mẹ anh mua loại tốt à. Ủa anh ấy loại tốt quá chú. Có ông ngoại mày là thằng thường mà. Dạ. Không à, mới khiên có chút xíu mà giờ thở không. Còn nắp dần dần nữa. Nó nặng đó chú không? Cao. Cái gì? Nhất là dạ. Nằm cấu á chú. Nghe không? Dạ được chưa? Thở hết trơn. Mày đi trong chứ còn cả chục giác nữa. Rồi rút da. Bây giờ không có canh đường. Rồi rút da, đi, tới luôn. Đây dọ đèn, đừng có ngó vô ánh đèn cho mắt nha.
đã đời trời đất luôn. Ở đây sáng sáng á nè. Chừng nào mệt la lên là đút chân bò vô liền nha. Tới luôn, tới luôn. Rồi dán lên, dán lên. Dán đu hai hơi nữa. Đó, hay quá. Những chàng thanh niên khỏe mạnh. Mạnh quá cô bác chị. Trời. Chó sủa luôn. Rồi dạ. Rồi, coi chừng. Nặng quá ha. Chuyện nghe ngắn rồi. Sao vậy anh? Mệt không anh? Nặng lắm hả? Nặng nhờ mới biết tình cảm của anh chủ trại hòm này tốt quá trời. Dạ. Chắc hai hơi nữa. Khó hơn ngoài này lắm. Đúng rồi. Đây đường nó nhỏ. Đường này nó nhỏ hơn ngoài đây nhiều, khó đi nữa. Trong đây có chú này hơi mệt nè. Hôm qua về trời nguyên đêm ai cũng đuối hết trơn. Tưởng đâu anh xuống trật thủ nhưng mà anh kẹt. Anh con không có người nữa. Xe bị lúng nữa. Để chở cái hòm này xuống là công trận rồi. Nó gặp sự cố quá trời luôn. Bác chị. Đó, thêm một người chết nữa. Này, bàn đó. Hòm lũi thất. Không mày lắm ấy. Hôm này sâu quá anh ha. Sâu ghê. Bây giờ mình vô anh. Đường này đi mấy anh em đi cẩn thận nha. Rồi lên. Nhúc chân. Rồi rồi. À nè nè đó, anh đi trước đi. Đường này xấu lắm. Hơi dướng, coi chừng dướng cây dừa ở đây nè. Từ từ không gấp đâu. Đỡ lên, thẳng tay lên. Hay quá. Tới luôn. Ở đây cây có dướng luôn. Cái này cái mùi gì con gì chết thúi quá. Rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Ngửa. Hết nổi rồi. Đây chó gọng nè, để ngồi lại lẳng coi có đứng. Nè, cô bác đang ngồi ở đây. Hôm tới rồi con. Chú mày về chưa? Dạ, cho đâu có, không chờ ở đây luôn, nguyên đêm. Con nằm con chờ á, nguyên đêm ở đây luôn. Ok. Chú kia về rồi. Dạ, bạn kia bận quá, về trước rồi. Đây các cô là thấy cũng mừng. Giờ là cũng 4 giờ mấy. Tôi có ngủ được không cô? Dạ cũng ngủ cũng được. Dạ. Nghe nó quán hồn giật mình luôn. Dạ, anh sao quán hồn cô? Nghe thấy nó khỏe rồi. Dạ dạ. Nó khỏe rồi, cái này vỗ tay luôn á. Nghe nói chuyển hòm về là chỉ khỏe lên. Ừ.
Hòm nặng quá trời luôn, hiên cả chục người luôn mà. Còn cái nắp của anh nữa. Dạ. Cũng nhờ có anh Tân á, anh Tân cho mình tránh hỗ trợ cái hòm á cô. Nghe thấy thương quá rồi cho cái hòm. Thói quen. Dạ. Đem về để đó. Khi nào có biến cố gì đó thì giúp gia đình luôn. Cái nhà của chú Dũng với bà chị Tiền bị chệch trong đây nè. Nó Phong đeo cái khẩu trang nó hơi chật á, nên là nói chuyện cũng hơi. Mua đi mua miếng ngủ. Một chút sáng đi mua miếng ngủ. Dạ. Chú bò để bò không bò. Cái ra chân bò mua luôn anh. Mua được. Thì con để lại cho chú. Đây là chân bò luôn ha. Đây là chân bò. Bò đầu lấy mình nó che bò mua. Nhưng mà cũng để được có cái thùng hoặc cái nắp rồi mà lấy ghế kia nữa. À, đúng rồi. Đó nói lại đàng hoàng chứ. Để thăm thăm vậy đây. Ô, chàng trai. Đây, chỉ trong đây nè anh Tân. Chị cũng còn mới vừa thức. Dạ dạ. Dinh hàng vô để làm gì. Dạ. Được không? Rồi lên luôn. Rồi tới luôn. Nhà dưới quê chật hẹp lắm của bà chú anh chị. Bị mít chọt đất đâu mà. Ồ, cái nhà chật quá trời trời. Vô chân bò. Đúc phụ ảnh đi, cái nó nặng á. Cái này nặng chết luôn. Không nhấm lên nha. Cái thềm này cao nữa. Thầy nước ngập chứ. Bỏ đâu cơ? Bỏ cái bỏ bên hông mới đúng. Đỡ kê lên. Tôi mà phụ được gì chưa? Cái bên ấy đầu này nè. Sáng chạy đi mua bạc ở đây mua. À. Sáng chạy đi mua. Rồi tối là chị Tiền cũng khỏe rồi cô anh chị. Nên bây giờ là tạm thời bỏ gốc bên đây. À. Đâu, cô. Đây nè. Đâu, để ngay đó. Đâu, cho đâu. Chỉ ngay cho cậu á. Rồi, để nằm đâu. Rồi. Chị Tiền chỉ tỉnh hơn tí à,
nên bây giờ chắc cũng sợ, giống như để đó quá sợ hay đó. Thì để ngoài đi. Dạ dạ. Hôm qua làm như không biết là phải chỉ không nữa, tại vì bật cái chân là bị liệt, nhưng mà có cái chị mà bên Phật á, Phật pháp á, là tính là nhờ chỉ để làm cho chỉ ra đi nó nhẹ nhàng á, tại vì nó cứ gò guộng lên á, nó cơ thể nó cứ nhồi lên nhồi xuống và mà đi không được. Chị Sôi á, chị nói là nó chưa có tới giờ mất gì đó, nhưng mà còn khỏe. Dạ. Chị làm giờ cái chân đi nó nhích nhích được luôn. Nó bất ngờ quá. À, bây giờ phải để nhờ ở dưới đây, đỡ dưới đây. Thì qua này là khi nhận được cái cuộc gọi của anh Tân ở đây á, giúp cho gia đình của chú Dũng ở đây. Thật sự là gia đình chú và nghe Gáo Phong á, thì biết ơn rất là lớn luôn. Để được chờ không, nếu mà để mấy miếng dán này để chân bò lên để cái nắp luôn dám được đó. Được. Tại cái dán này nó lún lún đều, nhưng mà cao lắm thì nó cao lắm chứ lún lún đều. Dạ. Bây giờ để kia cũng được. Vâng, nó mấy không còn không có được rồi, dán như này vậy được rồi. Được rồi. Bây giờ đi giặt ngang qua nè. Giặt ngang qua mới xuống được. Mình vô. Vô rồi tôi. Bây giờ tính queo luôn. Dinh hòm vô mà giờ tính queo luôn của bác anh chị. Rồi xuống luôn. Đi coi chừng nha. Có chân, có chân, có chân. Ê, bên kia, cái chân. Bên đây, bên đây hả? Chịu chắc chắn cứng cứng là được. Coi động cân chưa? Ở cành nó ngày với chim á, sợ nó lúng thôi. Đó, đúng chưa? Hay quá. Tấm kia cho ngay thôi. Rồi, rồi, cho ngay rồi. Để xôi lại. Vừa rồi. Đừng cứng nha. Để đỡ đây sau khi đó thì cũng che chắn đồ kỹ lưỡng của chú anh chị. Dạ. Lấy hàng về, nó nói để nhắn hàng về mới mốt mệt rồi tính. Giờ khỏe. Chị nói là hả cô? Dạ dạ. Mệt rồi tôi sợ nhắn hàng về chứ nó nói giờ nhắn hàng để mới mốt mệt rồi tính chứ giờ khỏe. Thấy nhắn hàng về sợ quá khỏe luôn. Để đó đi mới mốt mệt rồi tính. Giờ bà Tư hỏi mượn tiền không cho mượn thiệt ha. Thấy không? Trời ơi. Này tỉnh mà vừa tỉnh mà vừa khôn nữa. Thôi đưa chị để cho con. Có làm gì ai cũng khóc hết trơn nha. Hôm qua bé sợ chị nó mất á. Tối kìa. Dạ. Nó cào mà quá trời đâu có ai nghe. Dạ, nó cào sao cô? Ừ. À, cào dưới vườn lột sột mà không ai nghe đấy. Tối con ngồi qua đây con nghe sột sột mà. Không có. Bữa trước chôn ông ngoại kìa. Tối lại cào rồi đằng đây tưởng chó mèo không à. Nhưng mà hồi tối này ngủ ngon thì phải. Ừ. Thấy em nghe à. Rồi cào, cào sột sột rồi không nghe chừng la kêu, à. Kêu không nổi kêu chừng kêu kêu Đạt ơi là kêu thằng em á. Dạ. Rồi mới nghe. Nghe rồi dậy là nó cào. Cô. Cô thấy anh chủ trà hòm không? Anh Tân kìa, trẻ tuổi. Mới có 24 23 24 à. Ừ. Nhưng mà người ta đã làm từ thiện rồi đó. Chị tưởng tôi là lớn tuổi rồi chứ. Một xíu à. Rồi vậy là cậu đó. Là cái cậu đó đó. Cậu đó là giúp hòm cho gia đình của chị Tiền ở đây nè. Đó, cậu bằng áo trắng đây nè.
Thôi à, cho cháu vậy cũng được, dạ, cũng cảm ơn nhiều lắm. Tại vì dạ, nó cũng khổ thấy mồ làm thuê mướn không. Dạ. Nói chung bây giờ chỉ đỡ có sức khỏe vậy mình cũng mừng. Mà đỡ vậy chứ tối sau cũng đi chứ cũng dạ, dạ, giờ đâu có ấy. Giờ là cũng mới hết trơn. Giờ dạ, cứ đỡ phần nào mình thấy tỉnh mình mừng vậy thôi chứ. Dạ. Nè anh chủ nè, bà con ở đây cảm ơn anh, anh xin xong cái nắp đi rồi vô dùng nước. Rồi. Rồi, đi vào ngoài tiếp. Làm nước đi rồi kia. Nếu Phong vô trò chuyện với chị tí á. Sao chị, khỏe không chị? Dạ. Khỏe không? Khỏe. Biết em là ai không? Phong Nguyễn, Phạm Tấn nó bận về trước rồi. Phạm Tấn bận về trước rồi, em ở đây. Ở đây hôm qua mệt đó rồi ta tật mày đó. Hôm qua chị mệt đó rồi cái cô bác có gửi quà gia đình rồi bên cạnh đó thì có anh Tân, Tân chủ chạy hòm cho mình tránh á, tránh á. Em nói vậy chị sợ không? Dạ. Em nói vậy chị sợ không? Không. Nhắc hàng về con sợ không? Không. Rồi giờ khỏe rồi nhắc hàng rồi sao? Đó. Giờ nói chuyện được mà giờ phải đứng lên. Mẹ rồi giờ nhắc hàng về rồi sao? Để đó. Để đó hả? Phải đứng lên đi được mới vui. Ừ. À. Giờ nằm cũng không được vui. Tối chị ngủ ngon không? Ngủ được. Ngủ được. À, thấy cái hàng chị bây giờ chị dán sống cho nó khỏe mạnh với ba với con nha, con cái rồi ha. Sao bây giờ mấy chú cho cái hàng nhắc về rồi đó, rồi giờ con khỏe mạnh con ngồi dậy đưa về cái hàng để đó vững già ha. Rồi giờ khỏe mạnh sao mà đưa con đi học được rồi mới yên tâm ha. Nó đâu có thấy đồn đâu, đưa đi. Thôi bây giờ ở nhà lo lần lần rồi lo cho nó cũng được nữa. Rồi có con bé nó cũng về sớm nè. Tôi nghe Quảng Hồn nghe nó nhắc hàng vô, nó Quảng Hồn ngủ bên dạ, cậu ba. Trời, nói chuyện bữa nay sẵn sàng luôn à. Hả? Nay nói chuyện lớn, không mấy bữa nay đâu có nói chuyện được. Không có nói bên nói chuyện còn chưa nghe. Dạ. Yeah. Bữa kia tụi nghiệp nghe nó bữa chôn mại rồi cào cấu mà nó nửa đêm cào mà đâu. Ai con tự nhiên chết đó. Ừ, tôi tưởng đâu mà nó không nói chuyện được yeah, mà. Rồi cái biết này. Tụi nó tưởng đâu mèo chó gì mà đâu. Nghe cào cái này nè. Cào cào mà bên kia cách rồi không nghe được. Dạ, biết đâu bữa nay bữa cha nó cũng có mấy ly rượu rồi ngủ quên. Đem hồn dương vô vậy là cũng tạo thúc đẩy nên cái động lực để chị mọi sống. Mọi hồi nãy mọi thấy vui sống khỏe nhiều hơn. Hàng vô mọi khi một chút xíu hương mà lên trên chợ lấy dao thấy đồ về. Con nói không cô mẹ, bé tiền nó chưa chết cô. Ừ. Rồi. Cô kêu lấy dao từ khủng á, lên chợ ngõ tư á. Này bác sĩ mà kêu về là chuẩn bị luôn mà nó không phải nói chứ thấy gầu lắm. Dạ. Thì hỏi có lúc qua thấy nó thở hơi lên không à, mà nó kéo dài hơn. Về là cái bữa đó là hôn mê không biết gì hết. Nay là vậy giờ mừng hôm qua thấy cũng gầu thấy mờ luôn. Tối con trai về nhà là không có biết gì hết. Ai hôm qua mấy cậu lợi lên con thấy không? Mấy cậu lợi sợ con đi, mấy cậu lợi ai cũng lợi cho thấy mặt hết trơn á. Bà Tư lợi, bà Tư sợ thấy mặt để bà Tư, thí dụ như con mất bà Tư không vô được á. Ông ngoại bà Tư không vô được, giờ bà Tư đau á. Hồi nãy con nói mệt á. Lớt không á. Mệt. Ừ. Giờ mình đau lắm. Yeah. Ông anh không chết mà không có tới được. Mà cho mấy nhỏ đi không à. Mẹ khỏe chứ cô? Mẹ rồi. Dạ mừng không? Ừ. Mừng dữ không? Ừ. Dạ bữa mẹ khỏe hẳn rồi, vô ngủ chung với mẹ ha. Ừ. Kêu mẹ vậy vậy, mẹ vậy mà ngồi rồi mẹ chải đầu được con mò mò chắc cũng được đi. Không nó không thấy đường đưa đi học thì vậy cũng được đi. Bây giờ khỏe rồi giờ nói ăn uống được không? Có em trai này nó vui nhất nè. Hòa khóc hết nước mắt luôn. Chị nghe thấy chị sắp mất rồi dễ tê tê khóc hoài. Dạ. Trăm ngàn lần rồi. Dạ. Không bao giờ quên được suốt đời. À, dạ. Quá trời, tâm lòng của chú nó quý cao hơn. Thì nhờ xảy ra những biến cố vậy mới biết tình cảm của bà con, cô bác mình. Dạ. Dành cho quá nhau nó lớn lắm cô. Quá trời quý luôn. Ngay cả mà chủ trại hòm người ta cũng từ phương xa tuốt ở trên thành phố Hồ Chí Minh mà ta xuống nữa. Dạ. Thôi để con đi vào ngoài để chia sẻ hình ảnh của mấy ảnh ngoài. Là dính cái nắp vô. Cái nắp về chỉ thấy mà nặng hơn cái hộc nữa.
lên được bao giờ được rồi. Để dưới đi. Mang từ từ nha. Để cho không được cái đồ kia mà đè nó dưới được. Đẩy dưới được. Ở trên lên thì nhiều người lên nổi vậy đó. Lên xuống. Đây chắc là để dưới quá. Ờ. Lên cực lắm. Xe nó yếu lắm, chẳng mở đâu. Xe nhà nếu chịu xe nó đi. Để hư xe báo nữa. Không có, để là nó cầm liền. Chẳng mở đâu, xe rùa rồi hả? Không có xe nhà cái cỏ nó một mẹ đâu, không có chân. Thôi cái này để lên nó sụm luôn. Rồi giúp cho nhẹ nhẹ thôi. Ơi, từ. Chịu nha, thế nha. Quán, từ, chịu lại. Để nó sụp nó mẻ. Rồi, rồi đi nha. 1, 2, 3, đi. Rồi, lên. Rồi, đi. Cái này thấy về chứ khó khiêng hơn nãy nè. Nặng quá. Cái chấp làm sao cái ống heo cháu đụng đi lên đầu luôn rồi. Hẳn luôn tới luôn. Có gì la lên nha. Rồi cá đi. Rồi để lên. Lên bằng đi, lên bằng đi. Chỗ bằng nè. Ở chừng á. Có vậy á, đi từ chịu giữa tháo đứng nhiều dữ ra. Thành bỏ người qua đây đi. Bỏ người qua đây đi. Gì có gì đâu mà đông luôn à. Khi nhầm khi không có thế, khi cũng đã đời luôn. Khi chiên qua chỗ chật buông ra đủ quá, đi một tay với cộng đồng lên. Đúng rồi. Cộng đồng lên. Lên à. Rồi, lên. Đi tới nhà ba đó, người nghĩ cái nữa nè. 1, 2, 3. Rồi, lên. Tới luôn. Chuyên vô chắc xong rồi chuẩn bị đi rửa sáng. Từ từ mấy cô đang trò chuyện với chị Tiền nhau. Điện lên giờ nó nói chuyện hỏi nó khỏe chưa rồi nó khỏe rồi. Ông cái ông chú mà cho đất á cô bác anh chị. Cho đất mà chôn á. Chú cũng điện lên hỏi thăm. Nó đưa mẹ giữ phát rồi giờ bà hỏi bà cho mượn không á. Đưa có dành nghe điện thoại được không? Dạ. Có dành nghe điện thoại được. Dạ. Đưa chị hai nghe. Nào đem hòm dương rồi vô với ông chủ đất cho bà sống không khỏe. Trời ơi, hôm qua tôi cho nhà ai cũng khóc hết trơn. Dạ. Chú nó hỏi chú hơn tiền. Ba của chị Tiền này phải nhờ Phong mà đi xuống. Tiền của nó. Tiền nó đưa cho mẹ hết rồi để cho ông Ý mà mượn về. Trời ơi, tưởng đâu chú bãi làm gì ai, chú bãi tiền nhóc luôn rồi đó. Đi chú bãi tiền nhóc luôn rồi. Hay quá. Đi chú bãi tiền nhóc rồi mượn gì. Dạ bộ làm mượn tiền mà, bà cũng khôn cũng chết luôn á. Bà hạnh, bà không có tin, bà nói qua nơi, tao đâu có biết, chết chừng nào. Ở nhắc hàng vậy bộ nó chết rồi nói như cái bản nó không có tin. Thôi để ra tao xúc miệng tao xúc nó hỏi chứ nó biết tao không. Nó mới tin nó luôn. Nó bị cuốn chứ. Bỏ mày mượn tiền hả? Hỏi mượn nhiêu? Chú còn qua điện lên em là kiếm tiền. Làm hòm, ấy hòm với ma chai vậy chị?
Hôm qua chỉ có hước hước là tưởng là sắp đứt rồi đó, bác sĩ kêu về là chuẩn bị rồi đó. Rồi giờ hả? Không cho nó mượn. Mà giúp cuộc bây giờ thấy khỏe đó. Không cho chú Hải mượn tiền mà tôi không có tiền. Thấy bên này đâu có uống đồ ăn uống miếng nào đâu. Ai biết gì? Con cho mượn mẹ có người kia làm. Dạ. Cho mượn không? Sợ tao không trả hả? Cái này nè, cái này nè, chiếc để song song đi rồi bắt đầu đi. Mày để cái đít xuống đây nè, còn bắt đầu tao để lên là không bao giờ sập hết đâu. Không để cái luôn, nằm dưới luôn. Mày để được mà tao nói mày nè, để cái cây ngang, rồi hẹn cái này xuống rút hay cho bò để xuống rồi mày để nắp lên luôn. Cái này là đi mình loạn quản là sản. Không có. Không sao, không bây giờ cái cây này tính là rút nhẹ rồi. Rồi, lấy cây này lo cho lấy cái đành được không? Nè, những cây này đây, rút này đi. Những cây qua hả? Rút cây này ra. À, em tắm để cây đó rồi rút xuống bò để hẹn dưới luôn. Để nắp lên. Để nắp lên luôn. Đẩy chứ để được. Đẩy. Kéo về đây. Để thắt. Kéo về đây. Cây này chịu nổi không đúng không? Cây này cũng dễ gì, cái dâu là không mình. Không có, thì con bò ngồi khỏi. Đó là tới nhà anh thấy sao anh Tân? Chú cái sáp này được không hay là cái cây đàn cày đó. Đốt là còn một miếng cũng được đó. Cái cây đàn cày đó nè. Mình làm vậy chi anh Tân? Chi cái mỏ cho nó trơn á. À. Hôm qua ai khóc dữ vậy ta? Ừ, sao hôm qua khóc dữ vậy? Nói nè. Này vui chưa? Vui. Dạ vui ha. Đó. Thấy ông bà cô bác là giúp gia đình con quá trời thấy chưa? Con cảm ơn đi con. Con phanh tay cảm ơn ông bà đi con. Dạ con cảm ơn ông bà giúp đỡ cho gia đình cho mẹ con tỉnh lại. Hôm qua cái lời nói của con đó là dán cho mẹ khỏe mạnh đó. Nay mẹ khỏe là thấy chưa? Dạ. Bữa nay con có đi học không? Mẹ coi hai bác mày ngồi mày khóc nhoi trời con hai bác bệnh kìa. Tối ngày nó cứ bắt lên cơ cho con mẹ ơi cái hồi đó tôi tê tái mình luôn. Nó khóc rồi, nó gào khét lên đó. Nè thôi. Mẹ ơi, con bỏ con mẹ ơi. Chết điếng con người. Giơ tay lên làm gì vậy? Rồi chưa, tin kia ta bước. Rồi hạ xuống. Nè. Rồi, rồi để nhẹ xuống từ từ nha. Tay. Cục cái cây nó để nhiều bao giờ chậm. Cái cây này nó cứng ngắt luôn à. Kim, đem kim đầu chim. Kim là để nó hợp gần. Xác vô đây chút đi. Xác vô đây. Để nó bằng hơi lăn đó hả? Hay quá, ơi nó còn còn bập bềnh quá, cái đầu nó bị sole. Cái áo quần đồ bỏ đầy đủ để hết rồi. Không sao đâu, có cái nắp để lên là cứ bay lắc tôi đi. Bây giờ cha kiếm hai khúc cây để ngang đây nè. Có cây nhỏ thì thiết ra là mình phải tha sáp vậy đây. Dạ dạ. Cây liễu. Dạ. Ơi. Rồi, vô luôn. Còn xíu nữa xong rồi. Trồng đào cũng lắm. Sáng luôn rồi. Nó nắp nguyên cái tấm gỗ lớn rồi. Nhấp lên nè, nhấp lên nè. Hai cái đầu gói chịu vô. Bỏ nhau. Rồi. Ngon rồi. Ra. Thôi, thích, 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 thích. Rồi nè.
1, 2, 3, dở lên, mình hạ xuống, mình hạ xuống. Ờ, mình hạ xuống. Chơi đầu lên. Rồi, nhím cái đầu đó lên chút đi, cho nó chịu vô cái đi. Chú sàn cái chỗ kia. Nó đây nè. Rồi, đưa vô con cá đi. Rồi, vô luôn. Từ quá. Rồi vô luôn. Đúng ha. Đúng. Từ từ vô luôn kia đi. Không bà đâu. Cái vô nó đột. Rồi nóng lên mình nè. Vô không? Cái đồ đó rọt mưa. Rồi là vô không? Cái bò đi luôn á. Bò nó rồi. Vô từ từ à. Ôi, rồi. Ba cái chừng đi vô vô cái khớp này nè. Không có vô đâu chú, chú đưa cho chú vừa nó bắt đầu khoảng nó lên nó vô có cái khớp nó bọc. Chú chưa. Không chưa. Lâu còn xa mà. Vô. Không có rượu mà em khùng quá trời, nó chưa rồi đi vô, cũng mới còn khoảng. Rồi được rồi. Còn 4 lần 3 rồi, ngon lành. Đó. Rồi, ổn rồi đó. Vô đâu. Ba ba lấy cây ra nè, gì rồi. Không nắm lên rút cây. Hay quá. Rồi ngon vô. Ngon lành vậy. Vô đồ, kéo cái đầu hàng lại cái. Vô cái đút tay vô. Ơi con bác. Vô. Rồi. Còn sao? Sắp bơi. Có dây nè, có dây đủ rồi thôi. Rồi ok. Đừng có để mấy đứa nít nó giật mấy con dây là thua luôn. Vô kéo chết luôn rồi. Không nổi đâu. Không có chuyện hồi nãy á, nãy chưa có hụt á nó giật con dây gì nè. Rồi thôi vô uống nước đi anh. Anh Tân. Mấy chú mấy anh vô uống nước luôn nè. Rồi tới nơi là xong rồi mừng quá. Cực khổ quá trời luôn. Thôi uống nước anh Tân. Chú Dũng qua tiếp ảnh rồi chú Dũng. Chú Dũng tiếp ảnh. Hai ảnh rồi. Cực khổ quá trời. Thôi ra xuống 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 vô tay cho nó mát mẻ. Nồi đứng nữa. Qua trò chuyện với chị đi. Em trai. Trời ơi. Bữa nay tự bóc bánh ăn luôn nữa. Đói bụng hả chị Tiền? Hả? Chị đói bụng hả? Đó, vậy có được không? Bữa nay là tự đói bụng tự lấy bánh ăn luôn nội ơi. Đói bụng hả? Cho nó ăn lắm. Ai lấy bánh hay vậy? Đây hả? Trời ơi. Trời thôi bây giờ tém mùng cho chị đi. Sáng rồi hết mũi rồi. Cho nó thoáng được. Nó bụng rồi hang bánh. Nó bụng rồi nay không được ăn vô đó. Trời ơi. Ăn coi chừng đổ lên kiến cắn nha. Hòm chuyển về xong rồi đó chị. Coi về xong rồi thẻ lại ra làm cực nhọc cho tao mấy chú ghê hồn luôn. Chủ tại hàng cho mà phải ginh xuống tới đây thiên rồi phải phụ nặng nhọc ghê luôn á. Khổ ghê không? Chủ chạy hàng đi tới trực tiếp gặp chị luôn á. Có cảm ơn chú không? Dạ. Chị cảm ơn anh chủ chạy hàng không? Dạ. Anh Tân á. Dạ. Anh Tân chủ chạy hàng cho mình tránh giúp cho chị cái hòm á. Có. Rồi chị nói đi. Thì nói đi, người ta thu vô. Nước bánh đi nói. Lấy nước cho chị uống đi. Rồi, nuốt xong rồi nói nha. Thời, thằng em. Có thằng em gì đâu mà cưng dễ sợ không? Chứ đi, cha đi làm ở cái nhà có hai chị em à. Dạ. Cha đi mận ở nhà nước nôi hay gì thì kêu đó. Còn hả mua gì thì ba gửi bà Tư mua. Dạ. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi đã uống hút rồi hút nước. Rồi hút miếng nước đi rồi giờ bắt đầu nói. Để bên hông cho đó nó hút. Nè. Có tật quyền vậy mà thương chị lắm cô bác anh chị.
cái hồi nó bệnh nó nổi cơn lên nó cũng vậy lắm chứ. À, nè, à, tại ngọt. Tại vì bệnh chứ đâu có muốn. Tại vì nó bệnh rồi cái tật cái vậy đó. Rồi 1 2 3 vô. Cảm ơn chủ tài hàng đó. Anh vậy. Tân Tân. Anh Tân. Anh Tân. Dạ, cảm ơn anh Tân đã cho em cái hàng. Dạ. Bây giờ em khỏe rồi làm sao? Dạ giờ em khỏe rồi đấy đó. Đấy đó. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn rất nhiều. Thì cảm ơn tất cả mạnh thường quân mấy bữa nay giúp cho gia đình chị luôn nha. Nói đi. Dạ cảm ơn mấy cô mấy chú đã giúp đỡ cho gia đình của em. Dạ. Dạ. Giờ chị dán ăn uống cho nó có sức khỏe và lo cho con phụ cho ba chị nha. Dạ. Rồi thôi chị nằm nha. Ăn gì thêm không cho kêu em trai chị lấy. Dạ không. Dạ. Thôi chị nghỉ nha. Mấy ngày nay ta cực nhọc với con dữ lắm đó. Căng thẳng hôm qua tới nay đó. Dạ, dạ, dạ. Chị mới gửi lời cảm ơn anh Tân á, anh Tân. Dạ. Tân với bên đoàn mai táng của trại hòm Tân Thắng. Dạ. Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều anh Tân. Dạ. Rồi, em cũng biết gì nói gì hơn. Giờ hai em cũng là tới đây anh Tân và anh Thắng cũng đưa trại hòm cũng đưa về cũng tới nhà rồi. Thì cũng là rất là mừng lắm á. Rất là mừng, rất vui. Không biết nói gì hơn. Bây giờ rất là cảm ơn hai anh. Dạ. Cháu dậy trời xuống đây. Là bên vậy mà còn cực khổ nó xuống đem xuống tới đây mà lo. Anh em đồn nha, cái gửi lời cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Không biết cái gì nữa nói. Dạ, mừng quá. Rồi. Dạ. Mà như vậy đó, rồi cháu nó khỏe được cũng mừng. Không biết nói gì hơn thì từ cái tối giờ thì phong cũng anh là Trạch Chiến. Thì cũng là đưa cái bên trại hòm cũng là anh Tâm Linh Thắng cũng tới là đưa trại hòm vô tới nhà. Bây giờ không biết nói gì hơn mà thì cũng rất là cảm ơn con. Dạ. Chị Chiến. Vì là anh không có biết đường đi nên con phải chỉ rồi con ở đây túc trực á để dẫn anh đi vô. Thì bữa nay thì trong tối ngày hôm qua tới nay là cũng có một phép màu dành cho con của chú. Thì cũng cầu mong cho những cái điều gì đó kỳ diệu đến nhiều hơn nữa để cho chị ở đây thì có thể được sống cùng với chú với con của chị nữa. Dạ, thôi chị chú cố gắng nha. Thì để xong cái ngày hôm nay á thì có thể là giấc trưa con sẽ tổng kết những cái số tiền của cô bác Mạnh Thường Quân á là giúp cho gia đình của chú ở đây. Thì con sẽ công khai và đọc lên để gửi cho gia đình chú với chị tiền ha. Dạ, dạ, dạ. À, Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nha. Bây giờ là cũng giấc sáng của ngày mới rồi. Thì từ mà 4 giờ mà chuyển cái hòm dương á là bên đoàn mai táng của anh Tân Thắng ở đây. Thì trên Bình Chánh á là thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh á. Thì nghe được câu chuyện mà hoàn cảnh gia đình của chú Dũng ở đây là cầu cứu đứa con là trong lúc mà hấp hối á, không có tiền một hòm dương rồi mà lo ma chai á, thì có rất là nhiều cô bác Mạnh Thường Quân á lo lắng quan tâm rất là nhiều. Và bên cạnh đó là gia đình của anh Tân Thắng ở đây á là có bà ngoại thì cũng đã xem chương trình của Phong, kênh của Phong hồi đó giờ á, thì cũng ưu ái và cũng thương Phong, thì cũng có nhờ một đứa cháu là ở đây là anh Tân nè là điện thoại cho Phong á là muốn hỗ trợ cái áo quan giúp đỡ. Áo quan cũng đã chuyển cho bên trong rồi, thì ở đây là kêu bằng địa chỉ là ấp Quế Hưng, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì bữa nay thì Phong á thì thấy anh Tân á thì anh cũng ngại chia sẻ ống kính, thì anh chỉ muốn là làm những công việc thì âm thầm lặng lẽ để giúp cho bà con khó khăn và bà con nghèo. Thì hôm qua anh cũng đã mở lời với Phong á là trong khu vực mà địa bàn tỉnh Long An thì cũng khu vực sinh sống của Phong và tỉnh thành phố lân cận á, thì những khu vực mà gần ở thành phố Hồ Chí Minh á thì anh cũng sẽ hỗ trợ cho kênh của Phong khi mà gặp có hoàn cảnh mà khó khăn đặc biệt mà không có tiền mà lo hòm dương nhưng mà chai á, thì sẽ kết hợp và đồng hành cùng Phong Nguyễn. Thì khi nghe được như vậy á thì thật sự là Phong rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà những cô bác có những cái tấm lòng nhân hậu và thương những hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn á thì đã tiếp bước giúp cho Phong có động lực, có sức mạnh thêm, và đặc biệt là anh Tân ở đây. Thì thôi thì bữa nay á, chương trình buổi sáng là ngày hôm nay là có những cái thông tin, những cái niềm vui, thì sức khỏe của chị Tiền á thì có những cái phép màu kỳ diệu, là không biết là giống như mà chị có khỏe hẳn được hay không,
Nhưng mà bây giờ là đã là một phép màu rồi, tay chân thì cử động được. Và bên cạnh đó là chỉ muốn được ăn của bác chị, ăn uống. Thì hồi giờ thì trước trước thì Phong cũng cảm ơn anh bên chạy, anh Tân bên chạy hòm Mai Táng trên Bình Chánh. Và bên cạnh nó cảm ơn tất cả những ông bà cô bác Mạnh Thường Quân và những khán giả trong suốt 2 ngày nay đã luôn quan tâm, đồng hành cùng kênh của Phong Nguyễn. Và bên cạnh đó bạn đồng nghiệp là bạn Phạm Tấn để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú Dũng ở đây thì vượt qua cơn khó khăn. Thì bây giờ thì Phong cũng khép chương trình tại đây và cũng gửi lời chúc tất cả những Mạnh Thường Quân và những khán giả luôn bình an, nhiều niềm vui và nhiều thành công cuộc sống nha. Rồi chào bà cô bác luôn. Rồi anh Tân chào khán giả cho em luôn nha. Rồi, rồi anh ở đây nữa, người anh cha đi nữa nè. Rồi, hãy chào khán giả luôn.